chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, giờ là chị đi coi cái lợp gì à? Đặt coi có lươn có rắn gì không vô trong chổng kìa. Dạ. Mà nó khô nước rồi, lúc trước là nó ngập nước vậy đó. Bây giờ nó khô rồi. Giờ nó khô rồi. Rồi chị đi làm gì nãy giờ em thấy chị lục đục kiếm gì vậy? À, đi kiếm cái giường luôn ha. Cái giường chi? Ô nó vừa luôn ha. Nhà bé vừa luôn nè. Đang vô mình đốt lửa. Ôi, đang làm đồ ăn đó hả? Đúng rồi. Kìa kìa, ăn móc vừa. Ôi chị ơi, đừng trúng đầu chị ơi. Chưa đem kịp chứ tao lấy vừa nó đi. Anh thợ tính đạt. Quá đâu biết đó, trời nói chi vậy không biết. Đã. Giờ đốt bao nhiêu á là đi ra kiếm cây củi bấy nhiêu, tại vì tháng này tháng nắng nè, không có dựng chuồng trong nhà. Dựng chuồng trong nhà chỉ củi thôi, còn nhiêu là ra ngoài muốn làm thì ra ngoài làm. Gì đó hả? Ừ. Đã vậy. Nắng là mình thoải mái. Ủa chứ vừa đó chắc còn non hơn ha. Nó hơi dám cháo còn non á, dạng không phải non mà cũng không phải vừa ăn nữa, hơi không dám dạng như nửa mạt nửa mỡ á. Cái này nữa, cái qua mua nè. Đó qua mua đó, ở đâu cũng có qua mua. Qua mua ai bán mà mua. Rồi sao nữa anh? Quên rồi, biết một linh. Hồi đó văn học có 40 mấy. Hỏi nghe mới được đâu trả lời. Có trái, nó có bông rồi, có trái. Có trái chắc sáng cái đồ nó nở bông đẹp đó. Cái này nó quéo nè. Cái có cái bài hát đó hả chị? Với mình có. Còn mùa trắng. Mùa đó. Qua mùa có trắng. Cái trái mà bự tròn mà do gì phải không? Đúng rồi, cái trái nè. Trái nè, nhìn đó. Dưới chí sòng. Chừng anh ơi. Bừng quân đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng. Là bài qua mùa. Dứt mắt chẳng người đã. Wow. Hay quá. Đó. Ê, có bể không? Bể không? Bể lại vô. Vứt vứt vứt. Không không, cái vừa này vừa ăn rồi. Em thấy vừa ăn rồi này. Rồi ở đây ai bể vừa đi, em vô chổng em nha, rửa kia. Ui hơi quá không bể, bể không? Thôi. Không bể là nó sẽ vô nước. Ờ nha, không bể nè. Đây, mình có vừa uống luôn cả nhà ơi. Ở đây thích lắm nha. Rau thì đi ra ngoài vườn bẻ vô. Còn dừa, uống nước dừa thì đi ra cây thục. Móc trong cái thùng. Móc. Thấy móc bỏ gàng. Còn với mình mới thục á. Với mình là thục hả? Ừ. Vậy là sao? Là thục cho nó gớt xuống. À không có cái móc rồi đó hả? Ừ. Tôi giờ ở dưới tôi thổi lên. Biết nào nó rụng chạy. Thôi biết nào nó rụng. Thì thổi nhưng mà nó rụng rụng à. Không, có móc rồi khi nó cứng nó không chịu gớt. Có khi nào móc gớt xuống trúng đầu không anh Tỏ? Không, mình móc khéo nó dễ vậy. À. Đẹp trai thông minh ai để cho sao. Chịu đời sống luôn. Cái gì mà nói. Ồ, hay quá, được hai trái. Cái này bể nè. Rồi, được hai trái rồi. Rồi mình để, vô thôi. Cái này bể. Để vô ấy nước liền. Đây, không cầm tiếp. Thì nào cũng không đã mình ra anh bẻ nữa. Đúng rồi. Mà hai trái này em nghe chất nước nhiều. Chặt cho em, chặt đó chặt. Này chặt đi, không chặt đi, không chặt đi. Chặt này nè. Ừ, chớ động sát. Dẻ dẻ chị Như hồi bả đi hồi bả chóng mặt. Hồi chóng mặt xíu luôn giờ. Cho nè, đi vào đó. Đem chặt cho. Chặt đi. Em ra tay. Chặn. Đổi diễn viên rồi cả nhà ơi. À, diễn viên nổi tiếng là quá trời phải quay. Chặt dừa không à? Chặt dừa thôi mà biết bao nhiêu người trầm trồ. Ôi trời, chứ dừa ngon nghe. Nhớ nhớ ngon nè. Dừa luôn hả chị? Ôi dừa ngon quá. Wow, nè. Cái này là dừa ăn luôn rồi nè. Cạp ăn, ăn cạp bỏ chi uống ơi. Đúng cạp vô duyên dữ lắm. Dừa. Ăn là vô duyên dữ lắm. Hồi đó người ta nói vậy đó hả? Đúng rồi, nít không cho ăn cái đó đó. Vậy đó hả? Đúng rồi, nít ăn cái đó là bị vô duyên đó, mà người lớn hết vô duyên nổi rồi. Còn miếng duyên nữa nó đâu vô. Dạ chết mẹ luôn. Ổng nói dạ chết mẹ đâu duyên nữa. Cái trái này nãy bể đâu ta? Bể nè. Trời ơi, trời chết đi. Trái gì? Trái nào bể, trái nào bể không? Trời, chuyện nhỏ. Ủa trời, nước nhiều quá nè, có lít nước luôn kìa. Cái dừa này, cái
cái gáo nó bự. Chặt nữa không? Chặt nữa đi, chặt hai trái đi. Trời, chuyện nhỏ. Đối với Sang là chuyện nhỏ. Ôi, chắc ngon nha. Vừa ăn. Chặt trái đó luôn hả chị? Chặt trái đó rửa trái này cái đi. Cái này vừa ăn quá chị ha. Vừa ăn. Sang tổng mẹ hay quá vậy ta. Thường thường á, ở nhà kêu bẻ trái dừa, toàn là bẻ trái dừa khô không. Vậy hả? Ờ, kêu bẻ trái dừa vô uống nước cho mát ha. Anh ơi, bữa nay em mà nóng trong mình quá, anh bẻ cho em trái dừa em uống đi. Không, ra bẻ trái dừa khô vô, chà bá bự. Cái đó em biết sao rồi đó. Bẻ như vậy làm sao cho chị đừng kêu nữa. Chắc chị quá. Rồi mời cả nhà ăn trái dừa cả nhà. Nhưng mà cả nhà cái đó người ta gọi là thuốc đó. Ngon ha. Ừ, trời. Nếu một ngày vậy, thơm nữa. Ông đó ông đang chặt cái trái vậy đó nữa kìa. Anh ra đó anh rửa trái dừa cho sạch đó. Rửa đâu, ông chặn muốt cũng hết trái dừa rồi. Ủa gì hả? Rửa. Trái nó dừa không anh? Dừa. Giống trái mấy thầy vậy đó. Nó cùng cặp mà, nãy ấy cục một cặp không? Một cặp nữa chị. Cái này là cái gáo dừa nó bự nha. Cái nước nó nhiều quá chị. Nhiều. Dừa này ngon. Ngon quá. Dầu bén quá. Sao tôi thấy không miếng nào ngon chứ người ta. Có ăn đồ ngon. Có được ăn đồ ngon. Nãy giờ nó kia ngon ngon ngóng chưa ăn được miếng nào luôn. Ui ui ui. Nghe ăn được không? Có màu. Mời mốt quá. Có dừa ngọt á. Ăn nguyên màu luôn. Dừa ngọt á hả? Bình này hết nước đá hay ta? Dừa ngọt còn á anh. Còn không? Còn chút chạy đi mua. Ăn dừa mà ai ăn cái muỗng. Trời ơi. Ăn gì chứ nội. Ăn bằng cái miếng đó đó. Đó đúng rồi, đúng chính xác. Ngày xưa là đi ăn gì đó. À, trời là trời cái quần sạch hết sức luôn. Nửa ăn sang cái nửa hả? Chết luôn rồi. Não lại ăn nào muỗng em bự rồi. Ồ. Tuy nhiên. À. Vậy người ta chặt cũng sậy á. Cũng sậy á. Là muốn hút luôn. Cạo ra nhiều, có nước nước á. Cái gì ăn ha, ngọt ha. Giờ là chịu ngọt rồi đấy à, hồi nãy mình ăn nó ngọt không chịu. Anh em ngọt ngọt he, ngọt he, đồ he. Dữ he. Ngọt dữ luôn. Trời ơi. Đốt cho. Đấy, còn chiên luôn rồi Nhung ơi. Xúc mồi hột luôn. Hồi nãy tính đâu non, hồi còn không non ha. Ừ, vừa ngon. Gớt nó bể, thường thường trái nó gớt nó không bể là nó ăn được, hồi nãy gớt bể nó đâu non, còn nước nhiều quá. Vừa ăn luôn á, chứ vừa là vừa ăn luôn. Cái này mốt đây nè. Đó anh trẻ ra luôn anh. Mai khô. Trẻ ra luôn á. Đâu dao đâu? Trẻ không? Ngon trẻ dễ. Mà để thôi. Trẻ ra đang nửa chụm hả chị? Dạ phơi nè. Ờ vậy là mình phơi để mình chụm đó hả? Chụm luôn đó. Đỡ luôn nó củi. Nó chụm đó là cũng có thay. Vậy đó. Còn như mình ở dưới mình là tính ra là xài phun khí. Chứ mình xài củi nước. Phun khí đâu có xài đâu. À, có khi nào làm cái tủng văng xuống sông luôn. Hai bà cha ra cha me gơ hả? Caramel. Phơi ở đây nè, cái đầu chụm. Uống mình lên uống à. Cái này tới Tết á, lấy này nè, cái đầu hấp bánh bông lan với làm bánh. Vô cái có quay cái cửa củi không chưa? Cửa củi đó. Được rồi. Ăn chụm nhiều quá nó bị phạt. Ăn chụm liêu vậy đó. Cái này làm cái này hơi cao rồi nè. Nó lẻ ngang rồi nè. Ừ, sao? Cho lấy ở ngoài vô được luôn. Ý em hồi đó là cũng vậy đó mà em không ngờ là cái này nó hơi cao. Chứ ý em là cũng bây giờ dễ thôi. Bắt ghế leo lên. Mình lấy cây ngang mình dựng đây nè, mình chặt đợi. Biết em định làm gì không? Gì? Em lấy cái kéo, em làm xong cắt lá hết. Dao thôi, dao bén thôi. Giống như bên đây. Nè lấy tay là nước nó sôi phải không? Bóc lọc. Wow. Ấy da trời nóng quá hả? Ừ, xài củi nó nhanh quá ha chị ha. Nó nhanh sôi. Cái này tối gì vậy? Cũng còn hơi sáng sáng anh. Nên nó không chối thôi. Dạ, ổng rượu, ổng tiêu, ổng sáo nữa. Được không? Hả? Mới tập thổi à? Dữ vô thôi. Hết rồi.
Được nhiều quá cả nhà. Tập khỏi á. Cũng hay đấy mà. Da được nốt không? À. Có được nốt. À, thấy lạ không? Dạ, có một con vịt kìa. Con vịt đấy chứ là. Ủa mà sao nuôi có con vậy? Hồi nãy giờ em thấy bầu câu cũng con, vịt cũng con nha. Nuôi độc quyền mà. Cá nghe lại nó hình như. Cá nghe nó bơi lại. Nó tính cho nó ăn á. Anh ơi, con mấy vịt nhỏ bên kia nó gà ăn cho nó ăn anh. Ờ quên cho con vịt nhỏ bên kia ăn nữa. Đó, còn mấy đó, con đó, đó. Ôi, mới ăn đây mà vẫn ăn hay chị ha? Chưa đủ phê nữa mà, nãy cho ăn đâu đủ phê đâu. Không no. Phát cá điều hồng à. Nhìn khóc giờ mớ cái mình mớ thì mình bỏ dưới. Quậy quá giờ quậy luôn. Nấu nghe dở nha, chắc ăn chắc rồi nè. Cái mùi này chắc có cá chẳng có gì thơm mày chứ. Đạm. Đạm hơn. Cái này mua tới 30 đạm. Ủa mình mua mình được lựa chọn đạm mà hả? Có chứ. Ờ. Mua lựa mình cái đạm nó cao thì nó mau lớn với lại cá nó bảnh hơn. Còn cái kia thì dù ít đạm mới chai. Ủa anh đi đâu vậy? Đi cho vịt ăn. Ba cùng đi. Bắn gì ư? Chứ vịt ăn đó kìa trời có ơi. Có mấy vịt con mà chúng vịt lộn á. Cái mẹ ở ngoài bán cái nó lớn con quá cái để nó nở luôn. Nó nở được 3-4-5 con á. Đem gì đây nuôi nè. Gì đó hả? Ừ, hộp vịt lộn á. Bán hộp vịt xong rồi nở ra thành con vịt. Ừ. Đem con vịt về nuôi. Ừ. Bự quá, con vịt bự quá, chỗ bay dữ rồi trời. Bay dữ rồi. Cuộc sống này nó khỏe vậy đó. Nó nhàn. Sung sướng ha. Cái không có tiền nhiều. Đúng yên bình luôn. Không như người ta làm kinh doanh này kia hả? Đúng rồi. Nhưng mà đầu óc thoải mái. Thoải mái. Anh lượm trái dừa nha. Em với chị Như đi hái rau cả trời. Em đợi trời á. Cả trời. Đây sạch liếp, đi. Liếp bên đó nhiều á. Hả? Liếp bên đó cả trời nhiều. Bên đây phải không? Anh làm này chi vậy? Này á, cái này bây giờ đem chóc thằng đó. Bây giờ vô đó. Tốt ra để mình nhậu. Nhậu nữa hả? Đủ quay đi. Làm nhiều tăng luôn mới chịu nha. Mang tiếng nhậu như chứ uống nãy không được lon nữa. Nè, cái đậu bắp cũng trồng được mà giờ có trái. Thì trồng ở đây rồi mình có bỏ phân gì thêm không chị? Ít bỏ lắm, thêm như thế là được. Mình phải làm đường nướng rồi đem trái vô. Nướng với cà chai này nè. Với cỏ chân vịt, cỏ hôi. Nói chung là những đồ này có thể làm thái chung lộn xộn mình nấu canh luôn á. Cái này giờ có ăn không? Không. Ở dưới em ăn lâu lâu em chỉ ăn đồ chạy thôi. Chạy hả? Dạ. Dưới đồ nhãn lồng. Ở đây chị có đồ nhãn lồng không? Có nhãn lồng. Nhãn lồng là chỉ khi nào mà khó ngủ mình mới ăn thôi, ăn cho dễ ngủ. Người khó đi sao? Dạ sao? Rồi. Đó, bây giờ mấy vòng này thì tím tím đẹp ha. Cái này là giống cái gì ta? Cái gì em có á? Cái cây mầm này nó lúc mà nó mới mọc á, nó chưa có bông này phải không? Là mình hái nó là ăn với mì á là ngon lắm, nhưng mà cái mùi nó giống như là mùi thuốc nam ăn với mì luôn hả? Ừ. Cái này là cơm thảo đất cái ấy à. Cái có bắt đầu à, có bắt đầu đó hả? Nha. Là cái này là cải trời đó hả? Cải trời, cải trời. Cải trời là sao tự nó có luôn hả? Đúng gì rồi. Tự mọc hả? Ừ, tới tháng này là mọc nhiều cải trời à, ngày xưa có mà cái bài ca cổ gì cải trời gì đó hả? Dạ phải không đâu chị ca bài à? Không không thuộc. Anh Tổng biết cái bài ca cải trời không? Cái cải gì trời á? Ờ gió đưa gió đẩy gì vậy ăn cầu. À, đúng rồi đó. Làm lại nguyên bài đi. Không thuộc. Cũng như không. Cũng như không. Hình như là đúng rồi. Hát cái bài đó gu con ngủ đúng không anh? Ừ. Gu con ngủ á. Cây cải về trời cho cá mở lại chịu đài đứng cai gì đó. Đúng rồi đúng rồi. Trời ơi, chút chắc phải sạt lên quá. Cái bài đó tựa gì không biết luôn. Nhưng mà cây cải về trời. Cây cải gì trời luôn hả? Ừ, cây cải gì là trời. Gu em bé ngủ luôn hay nghe bài đó đó. Giờ ít có nghe, tại vì giờ là đa số là mấy bà mẹ trẻ giờ không có thuộc. Bắt nhạc gì miết cơ. Gì miết cơ mà, nhảy thôi, gì miết không có thuộc á. Mới ra màu được gỗ rồi nè. Bữa hổm á hái vô một gỗ nha, một nấm gì đó, nấu canh nè. Nấu canh này mình ăn sống luôn hả chị? Ăn sống. Ăn sống, nấu canh thì ăn cũng mát hết. Cái này ăn lên thuốc nè. Cái chị bá bệnh luôn. Chị tính ra ở chỗ mình là cây thuốc nam nhiều lắm luôn. Nam không? Ừ. Dừa bên đó của mình luôn hả chị? Từ đây vô là của mình. Ừ. Rồi ví dụ như của người ta mà mình không có dừa ăn mình qua mình bẻ được không?
mình xin. Xin hả? Xin. Không, bé đại đi. Bé bé đưa tiền. Mà ở đây đắt gọng. Ơ có người tới kìa. Tính vừa nói đắt gọng ta bé không hay. Đâu có. Mà ta đứng kìa. Bao nhiêu đây được đi ha? Được rồi chị ơi, chẳng còn rau nữa. Ăn rau muống không? Rau muống này không non. Rau muống này không lẽ mình ăn rau sống sao sao ăn được? Rau muống này nó không non, rau muống mới lần non đó. Nói chung là cái tháng này là rau là đa số nó cằn hết trơn à. Người ta còn cằn nó đừng nói rau. Hồi đó đẹp trai mà tới tháng này giờ nó cằn tỏi. Cằn tỏi luôn. Bố hỏi nghe là rau muống nè. Đây một đĩa đây nè. Cái bắt đầu anh Toản dọn đìa kéo ra muống lên hết, vậy mà vẫn còn sống được không? Bây giờ bò ra mới mốt bò ra nó nè. Cái này mình trồng thêm bông súng nữa. Trời ơi, hết trồng rồi. Cá ăn hết trơn cá à? Cá ăn hết trơn. Ủa trời. Ừ. Bây giờ hình như nó còn không anh hay là cá ăn hết rồi hả? Hết trơn rồi, bông súng là cá mê lắm, nuôi cá mê đó. Mà không thả là nhóc trơn là nó quất không còn lá nào chứ. Cái bụi bông súng vậy hết hả? Bông súng nè, mà buổi chiều với buổi sáng mà ra thấy cái bông quá đẹp. Nở mạnh. Nở ra bự bự. Bữa hổm xin được rồi. Ê, cá tính đâu cho nó ăn nó lại. Cái con này mà chắc mẹ chưa lại đâu, không thấy. Thấy nó bờ bờ chứ. Vậy tính ra ở đây đi cá nhóc luôn vậy chị em. Cá đồng nữa. Cá này là không, cá này là tự nhiên chứ không nuôi nè. Tự nhiên. Vậy là nó tự sinh sản luôn. Tự sinh sản. Vậy là giống như cá đối, cá nào như tụi em. Cái này chưa thả. Cái gì cũng không có. Điện hai nghe, mới nghe điện hai kìa. Bữa bữa mình tiễn bớt à, cái này có hai loại cải, một là cải bị xanh với hai là cải dúng nè. Cải dúng này nè, này là cải dúng nè, này cải nãy khác nè, cải bên đó là cải bị xanh đó. Ủa giống như cải ngọt gì đúng không chị? Giống như cải ngọt nhưng mà không phải cải ngọt hả? Giống như mà không phải à. Còn này rau muống nè, nên mà không cắt hết trơn rồi bên đây dở mau lên hết. Rau muống này hả, mình cắt là nó nhanh lên lắm. Ừ. Mà lên nó non á, ăn hổm ha cũng măng me nè, ăn là bỏ hộp rồi dở lên nè. Lên ngọt hay gì vậy? Ừ. À, cái này đắt tốt rồi làm cái gì nó cũng nhanh cũng lên hết trơn ha. Mình thấy hột me hột hay là hột lên. Xoài hột nhãn gì nó cũng tự lên ăn nó bỏ đại vậy, không chăm sóc gì mà càng lên tốt nha. Còn mà mình chăm sóc ha, là dễ bẹt à, tại vì ở đây dùng nước ngọt nè, cái chân nước ngọt cũng dễ. Ui đầy sướng thiệt chứ. Ủa nãy nước đá thêm gì đó em ơi hả? Nước đá thêm gì đó không? Không không không, nước đá nè. Ngủ út ra chơi luôn anh Toản. Không có cỡ đó, nó giống nha. Đèn không, ơi. Không nó ra chơi, ra gì đó nữa, gặp người lạ là trốn tiêu à. Gì hả? Có lạ gì đâu, quen chết luôn, lạ gì. Không gặp có người là trốn mất tiêu. Anh nhiêu tuổi anh Toản? À, lấy cũng như sạc luôn mấy tuổi rồi, đi nghỉ vụ mới về đó. Chín chưa chị? Chút xíu nè. Nãy quên chút nè. Khói lên ngu ngút luôn. Ủa sao thơm quá vậy chị? Thơm mùi dừa quá vậy? Nãy ra mà lượm trái dừa vô chụm nè. Trời ơi kìa. Có trái dừa cho nó lâu tàn á. Thì ra là vậy, hàng chi thơm mùi dừa. Dầu dừa. Giống kiểu như thắng dầu dừa vậy chị? Thắng dầu dừa. Chụm vô cho nó có lửa than, lâu tàn. Khói nè. Ông bụp hiện ra. Em nghĩ chắc cũng gần chín rồi đó chị. Gần chín nè, chín nè. Xíu nữa là mình ăn được rồi. Ăn xong cái vô chấm tắm. Dân giả ha. Mình rửa tay là được rồi. Rửa là lấy nè. Gì nè, rửa tay sạch thì ta gì đây nè. Khỏi còn cột đó. Mình đây nè. Bóp rồi, thôi thôi. Ừ, cái miếng này có thịt có mỡ gì nó ngon. Béo nha, ăn nó béo. Béo ngậy. Ngậy luôn á. Mai mốt ta làm heo gì mà hai đầu da hả, gói lại sắt ra hai cái đầu da làm sao ra, làm sao là chắc cuốn cuốn miếng thịt rồi ngay giữa là da ở ngoài đúng không? Đúng rồi, sắt sao mà hai cái đầu nó da không à, vẫn giữa thịt. Thì giờ lấy cái miếng mỡ này lắp qua bên đây nữa thì hai đầu. Người ta gành ăn uống quá, nói mình đứng ngoài không hiểu hết trơn. Vậy là mấy người này không có coi rồi. Dở. Ai làm mình ăn thật quá, mình không gành. Ai làm mình quất à? Sẵn ăn ha. Sẵn ăn à, chứ không gành. Cái nào cũng vô bao tử hết. Thank you.
Nghe mùi thơm ha. Thơm phức luôn á. Ớt này đó nuôi 50 con. Hey. Còn có 60 con. Dạ. Không có nước rửa tay. Ngồi tại chỗ luôn phải không? Đã thì chứ. Mát nè. Không cảnh không tình. Chị hả? À? Chị không? Bắn à. Có tới không? Chắc này tối rồi. Đây. Đạp xuống cái rồi cắm cổ. Ờ, anh đạp thử cái coi. Có ngon thì làm. Thử cái coi nào. Không ai nấu cơm cho ăn hả? Đây, mời bén tới. Trời ơi, mời bén đến đâu có gì, đem hai cục nước đá. Dạ. Rồi vậy là bén dữ chưa? Bén. Cái này bén nè. Bây giờ đập cho uống bia. Không có, đập tao hồn ngớt trong hèo luôn đi cho nội ơi. Thôi. Khùng quá trời. Lấy cái dao yếm kìa. Trời ơi, tao đẹp trai đâu bị khùng đâu, nhưng đây có đầu đập vô đó. Tính đâu anh đập vô đó chưa. Ôi, đâu có dễ. Trời, cầm cái búi cái dao thấy ghê chưa. Cái gì vậy? Trời ơi, chặt thêm tá, hai cây. Thấy ghê thì chứ. Sao giờ chặt hay đập đây? Chắc đập, chặt đánh vô cái thao ấy anh Tẩm. Đập một cái là cho xin tì rửa cái dao cái nè. Trời ơi là trời. Lúc nào cũng thổi hết trơn. Cái dao đẳng đá không bể, chặt cái gì bể. Đúng rồi, anh thảy vô đó đi, còn hồi đi rửa lại. Đá này gì vô uống nó đầu tàn hơn đá kia. Đá tủ lạnh nè. Đá mà đá cắt kia á, nó vô tủ lạnh cái cục nước đá nó chắc hơn. Đó, trời ơi. Làm như nhậu mạnh lắm nha. Thùng nào cũng thùng, mang thùng từ sáng tới chiều mới có 5 lon à. Sáng giờ giật mới có 5 lon, 4 người giật 5 lon. Nhậu mạnh thì ớn mạnh dữ luôn á. Nè, 4 người mà giật mới có 5 lon à. Thùng bia này chắc nhậu tới tuần mới hết. Đã thùng đồng hồ. Đi đâu chứ, nó chỉ ở chỗ đó thôi. Ủa? Mình buộc nó lại. Ủa đâu phải buộc. Ủa đó. Rồi. Tại nó dạng vậy đó. Nó vòng vòng cái nha. Ổng nuôi con gì cũng dạng vậy. Chỉ có con vợ là không giờ dạng. Vợ là dữ dữ trời. Nuôi con gì cũng hiền, con vợ là dữ quá. Làm như là nhậu mạnh như lắm vậy đó. Kịch xôn xôn giờ uống nhiều chứ. Ta không biết, ta nói chắc rượu ghiền hay gì nè. Chắc nào cũng có bia hết trơn á. Đâu sao hết thùng mới được về nha. Tay rửa rồi nha. Có dùng con thổi này nữa không? Thôi, nghĩ thổi được rồi. Thổi với mà chà vô quần là thấy nguy hiểm lắm luôn á. Còn đi đó rồi. Đi. Nữa. Bồ câu mà kêu cua không à. Gì vậy? Bây giờ mới kêu bồ câu. Hai bị cái gì vậy? Kêu bồ cua mà. Sao chị này sao đó, kỳ cục quá, kỳ cục kẹo quá, nó xì xì đồ ai đó kỳ như cài chăm sóc được coi, chăm sóc bạn coi. Bữa nay chúc cho hai bà xỉn mới được coi, sáng tối anh em mình làm việc coi. Dữ vậy sao? Dữ vậy sao? Không biết ai xỉn trước à. Nè con trái này tao chăn cuốn gao vô cái đi đó, bây giờ em không biết nào mà giờ hết lần đó, ghê chưa, hết ghê chưa, dần vàng không, một hai ba vô, bọt quá vô vô. Mở nhà cái nhà ơi, mở cái nhà uống bia vô, không say là không về nha. Sao không vậy á? Vỗ đùa cái cây. Thôi. Vỗ đùa anh sao không vỗ, anh vỗ đùa em chi vậy? Sao vỗ đùa đau sao? Thôi ơi. Chưa xỉn mà. Khôn nữa mà. Khôn quá. Khôn anh chán cả nhà. Mày cũng chán như bún. Chán là bỏ dao trước không? Bỏ gì đó bỏ. Bỏ dao với bún đừng bỏ thịt. Cái xanh nãy bẻ nè. Cái trời nãy hai bà đi bẻ nè, đâu rồi? Cái trời là cái này nè. Cái đường rồi. Đây. Cái này cái trời nè. Hết thấy đường gấp thịt rồi phải không? Hết thấy mọi góc đường rồi. Cái này cái salad nè. Cái này xanh.
Cho nguyên không này đi. Đó giờ có bao giờ chị làm mắm tôm, tự làm mắm tôm ơi không? Không. Vậy hả? Bún nó ta. Bún hả? Ăn xíu to con lồ đi. Còn mắm tép nữa. Ăn có nhỏ nhỏ đâu đã. Đúng rồi. Đó. Mắm tép nữa. Mắm tép. Mắm tép là mắm tôm đó. Tôm tép. Anh gọi sao gọi phải không? Gọi sao gọi. Đủ chưa? Đủ món chưa? Đủ phải không? Đủ rồi. Ồ, gọi à. Gọi đi. Toán ăn gì cho Toán ăn dữ lắm à. Dữ lắm á. Ra cho vui cả nhà. Anh em chơi gặp gỡ nhau thoải mái vui. Mình tính ra thì cũng lâu rồi ha. Lâu rồi. Lâu rồi. Đấy. 5 6 tháng gì ạ? Quậy quậy con mắm nè. À. Rồi mời cả nhà miếng cả nhà ơi. Nay hai bà làm biết ăn được không đây? Mà không ngon cũng phải khen. Nhớ ăn cả trời nha. Đây cái trời nè. Có không? Có phải. Ủa? Đấy không phải cả trời. Đây, nó đó. Cũng mắm tép có tình cảm. Thơm. Ăn chúng con tép nó ngọt nó ngon quá. Có cảm tình. Mà anh chấm với mắm tép nữa rồi. Anh chấm thử mắm tép rồi. Đó, chấm nè. Mắm tép là mình ăn luôn, mình khỏi cần phải nêm nếm gì chưa á. Nó vừa ăn luôn sẵn đó nha. Đúng rồi, vừa ăn luôn cái nước. Sao? Ngon. 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 Thôi giờ tới mình đi. Tới mình. Mình thấy, mình thấy anh ăn mình thèm rồi. Giờ tới mình chứ. Có mỡ mỡ cho ăn nó bé bé. Đúng rồi, có mỡ ngon. Nào lấy cái xíu xíu. Con tép. Con tép vừa ăn chứ. Ngon nha. Thấy cái màu biết rồi. Em làm bằng ớt không cay á. Mỡ mấy con mắm tép này vô. Cục thịt nó vừa mỡ vừa thịt vừa ngon. Mà thịt không ăn ngắn. Đúng rồi, thịt không ăn nó bị sảnh sảnh. Bây giờ chấm miếng mắm tép đi. Con gì vậy? Con bồ câu. Ôi gió mát quá. Gió mát chăng thanh. Gió trời lồng lộng. Ok miếng ơi. Vô đi. 1, 2, 3 vô. Mời cả nhà ơi. Cái dòng cải trời ăn vô hơi tình cảm không? Ừ, phải ăn không mình mới biết được. Ăn không nha. Nấu canh ăn cũng ngon. Nhưng mà em nghĩ cái này nấu canh nó ngon. Đúng rồi, nấu canh ăn ngon. Mà nấu canh ai mà ăn không được nữa. Tại vì nấu canh á, nếu như mà nấu canh thịt với canh tép á thì càng ngon ha. Mà nấu canh không á, nó sẽ hơi nhẫn nhẫn. Chị đau lưng hay lắm nè, cả trời. Quên nãy giờ ăn mà quên mời anh Sang. Không có anh Sang cũng đi nhà nghe thiếu gì á. Châu. Châu. Tự xử luôn. Trời bữa nay không ngay gầm, ngay gầm là đẹp. Đẹp có chăng. Chăng bự. Thế nữa là 4 ông đàn, 4 góc này ha. Qua Tết anh chị danh thủ xuống với em chơi. Chứ trong Tết thì chắc bẻ dưa hấu rồi, không đi được rồi đúng không? Chắc cũng thể tranh thủ qua Tết. Ừ, qua Tết đi. Qua Tết mà xuống đây con nước á. Ngay nước sổ vuông á, vui. Bây giờ cắt rồi đòi được còn không ta? Thôi là lúc nào cũng có nhưng mà ngay con nước sổ á thì mình dễ bắt hơn. Tại sao xuống ăn cá thòi lòi bữa à? Ừ, cá thòi lòi và nướng muối ớt là đặc sản luôn mà. Hồi đó giờ chưa ăn cá thòi lòi luôn, thấy là bạn chưa ăn luôn. Trời, cá lóc đồng là hôm qua nó đâu. Hôm qua luôn hả? Đúng. Dạ, thịt cá thòi lòi ngon á. Thịt thòi lòi ngon lắm. Đi xuống tới dưới mà không ăn được cá thòi lòi nướng muối ớt là chưa ăn được đặc sản nha. Đó giờ nó xuống nên bữa hổm xuống ăn đâu kịp đâu. Đúng rồi, gấp về quá mà. Trời ăn biết bao nhiêu, ăn có nổi đâu. Quá vậy ăn cua. Đủ thứ hết trơn. Mày móc xuống sắp xếp ở vài ngày đi. Ở vài ngày luôn. Ở vài ngày mình mới, tại vì mình đi mấy cái đó là phải đi thời gian nó lâu dài. Ví dụ như bắt ba khía rồi bắt cua. Rồi chưa quay được, ủa quay được bắt cua rồi mà. À bắt cua, bắt ba khía rồi, bắt ba khía chắc đói đó rồi muốn chết luôn đó. Chưa được thục cá ngát nè. Ừ, cá ngát không. Rồi chưa được ủa có cá nâu không ta? Có cá nâu không? Ít lắm, hiếm lắm. Hiếm có cá nâu lắm. Nhưng mà dợp.
dợp. Em mới thả dợp rồi. Nhưng mà không mới thả dợp phải không? Ừ? Hay mới không mới thả dợp rồi. Mới thả dợp. Mới thả dợp là sau này á. Lúc mà Vương Lan xuống á là mới thả con bọc bồ lâu luôn bắt lên ăn luôn. Đó cũng bự ha. Cũng bự rồi, nó nhưng được. Mà thịt nó cho ngon lắm. Một câu. Mình chỉ dỗ béo lại thôi. À vậy cho nó không có vô phá. Dặn. Cái gì ra vô. Tay ngắn cũng dở. Ăn gì mà nguyên ngày ăn không vậy trời. Chú ăn cháo. Chút nữa bao tử đâu chưa. Chú ăn cháo mình có bộ bài không? Có. Chết. Bí mật. Đừng là lớn. Mình chấm miếng này, kẹp này. Tới à. Tới nái dữ. Tới không chịu luôn. Tới không chịu. Ăn rất ngon à. Cái món tép này á là cũng vụ đế á, ừ. Cũng ngay luôn á. Đúng rồi. Cóc một con ha. Còn không? Hết nổi ha anh. Hết nổi rồi chìm anh. Hả? Nhậu nữa. Được mấy lon rồi, để ra mấy lon rồi. Căn ngô ba rồi. Lon ngon cu kìa. Ngon nữa. Đầu hàng rồi phải không? Đầu hàng chưa? Bây giờ giơ tay lên đi. Nói là cho xin đầu hàng đi. Mỏi. Mỏi không? Ở nãy giờ mình nghỉ ha. Vô nữa. Vô. Vô nữa hả? Vô. Trời ơi. Vô. Nghỉ mà nằm rồi vẫn ngồi dậy tiếp. Nằm rồi ngồi dậy nhậu mới dữ. Mình tính là mình đánh bại trận rồi mình cuối cùng không bại nổi ha. Sao? Ngon không Tưởng? Đảo. Đừng ngã xuống ngủ nữa nha. Khỏe. Cả nhà ơi, giờ thì video của Như cũng dài với lại trời cũng tối dữ lắm luôn rồi. Chắc giờ là khoảng chắc cũng 7 giờ mấy nhưng mà ở đây là không có điện nha. Ừ, có chăng kìa. Kìa. Ồ, có chăng. Chăng khuyết. Chăng khuyết à? Có chăng. Hôm nay mấy mà có chăng ta? Hôm nay ở dưới chắc... Mùng 8, mùng 9 vậy? 8, mùng 9 vậy? Mùng 8, mùng 9 vậy? Trăng khuyết. Ừ. Có sao luôn. Ở đây thì đúng là kiểu như là quay về thời xưa luôn á cả nhà. Không điện, không nước. Đèn này là mình tự chế đó. Đèn mình đem theo đèn gời á. Chứ nhà chỗ này là không có điện luôn. Tối nay dự định là hai chồng Như sẽ ngủ tại cái chòi này luôn nha. Thử thách nha. Thử thách sinh tồn tại cái chòi luôn. Không điện, không nước luôn. À, nói chung mà không điểm nước, nhưng mà một hồi nữa mình vô trong chổng là mình tắm xong rồi mình đi ra đây mình ngủ, mà không biết là có cầm cự được tới sáng hay không. Mũi sẽ thật. Chứ nãy giờ ngồi là mũi dữ lắm luôn. Tối nay mũi cắn được ngay đập hết trơn, có bắt để vô cái gỗ cái bọc chứ, sáng đem ra mình khô xả vậy luôn đấy ha. Mũi mà khô xả em lại anh lên tổng ơi. Bây giờ video của Như xin ngưng nha cả nhà. Như cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Cả nhà mà nếu mà yêu thích hai kênh của Như và anh Tổn 69 miền Tây, và anh có thêm một cái kênh là Quốc Tổn John, cả nhà ghé vào ủng hộ anh một like, một đăng ký, và nhớ là để lại comment ở phía dưới để tạo động lực cho Như và anh chị có thêm nhiều cái ý tưởng hay hơn để quay được nhiều video hay hơn nữa nha cả nhà. Giờ thì Như xin chào. Bye bye. Bye bye nha. Yo. Cái nơi. Yo.